Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Thì các bạn đang thấy hai chiếc xe và đó cũng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta đang có một cái nhu cầu lựa chọn một chiếc xe tay ga cho nam, nhu cầu thực dụng thôi, một chiếc xe thực dụng thôi. Ở đây có nghĩa là cái giá trị của nó sẽ mang lại rất nhiều cho chúng ta. Đó là cái thực dụng lợi ích của chúng ta. Và cái giá trị của nó đôi khi sẽ vượt cả cái giá cả. Thì đó là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, Yamaha Frigo và Yamaha Lexi. Tại sao mình lại so sánh hai cái con? Nó khác giá thành với nhau, nó khác phân khối với nhau. Là tại vì có nhiều bạn nhắn tin với mình và cũng có bình luận ở trong mấy video Lexi á, là bây giờ đủ tiền mua Frigo rồi, có nên gán thêm một chút tiền để mua Lexi hay không? Bởi vì chờ đợi cái chiếc Frigo phiên bản Indonesia, phiên bản V2 á, lâu quá, biết khi nào về, biết có về không? Thì có nên nhín nền tí để mua Lexi hay không? Hay là chúng ta sẽ mua Frigo? Thì ở trong video này mình sẽ cho các bạn thấy những cái đặc điểm nổi trội của hai dòng xe này và có xứng đáng để nâng cấp lên Lexi không. Thì phải xem những cái ưu điểm của chiếc xe này nó phù hợp với nhu cầu của mấy bạn hay không nữa. Hãy xem video này nhé. Đầu tiên là về cái thiết kế của xe, thì mấy bạn thấy chiếc Frigo sẽ mang một cái thiết kế của chiếc xe tay ga thông dụng nè, có một nét nào đó thể thao trên chiếc xe này nữa, và tất nhiên là nó mang một cái độ nam tính trên cái mảng thiết kế của chiếc xe Frigo. Về cái kích thước thì Frigo tất nhiên nó sẽ thon gọn hơn Lexi rồi. Lexi sẽ mang một cái thiết kế maxi và cái thân xe của nó hình bumerang. Ghi đông của nó thì nó không hẳn là ghi đông trần, nhưng mà nó sẽ rời khỏi cái mặt đồng hồ của xe. Thì bạn thấy là một cái thiết kế mà nó giống như form của NMX, của BCX, của XMAX hoặc là NMAX. Đó, mình vừa kể một loạt các dòng xe mà có cả Yamaha trong đó, nhưng mà Yamaha lại chọn đem chiếc Lexi này về thì mình nghĩ một phần là do giá thành. Và các bạn đang coi hai con xe đang rất là rẻ của nhà Yamaha luôn. Một dòng xe tay ga cho nam như chiếc Frigo hiện tại là 34.500. Mình không biết là sang tháng 7 nó có còn khuyến mãi nữa hay không. Video này có thể sẽ lên vào đầu tháng 7, và nếu có khuyến mãi về tiền mình sẽ ghi dưới phần bình luận ở phía dưới. Còn bên Lexi thì hiện tại giá đề xuất của nó là hầu hết tất cả các đại lý đều bán theo giá này, là 48.500 cho phiên bản tiêu chuẩn và 48.900 cho phiên bản cao cấp. Còn về tính năng thì cả hai sẽ được trang bị là hệ thống đèn LED trắng. Tuy nhiên Yamaha Frigo thì nó sẽ có đèn demi là bóng vàng ở hai bên. Đèn LED của nó sẽ phân thành hai tầng, và xi nhan của xe Frigo sẽ nằm ở phía dưới, cũng là đèn halogen thôi. Còn ở bên Lexi, ở những cái đèn, hai kiểu thiết kế đèn xe này giống nhau nha. Thì nó vẫn là đèn LED trắng này, nhưng mà đèn demi của nó sẽ là LED luôn. Cái bóng ở giữa sẽ là đèn pha, đèn chiếu xa. Còn hai bóng hai bên là đèn chiếu gần. Chúng ta sẽ lấy ba cái khoang đèn, và xi nhan của nó sẽ nằm ở phía trên. Vị trí xi nhan của hai xe này lệch nhau. Chiếc Frigo V2 ở bên nước ngoài thì xi nhan nó cũng nằm phía trên đó. Về cái phần phụ của xe thì Quang thấy là nó nhỏ nhỏ như nheo, nó không có chiếc nào bự hơn chiếc nào hết trơn. Rồi, một tính năng mà hai xe này đều được sở hữu luôn, và hai xe dưới 50 triệu được sở hữu tính năng này rất là ít luôn, đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ giúp an toàn hơn khi chúng ta điều khiển phương tiện trên đường, hạn chế cái khả năng bị bó cứng bánh, hạn chế trơn trượt trên đường, nói chung an toàn hơn. Và vỏ trước của Yamaha Frigo với kích thước 100-90-12 inch, và tất nhiên vỏ này là vỏ không ruột ha. Còn ở bên Lexi, các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy cái bánh nó bự hơn đó, nó là 90-90 và kích thước của nó 14 inch, và tất nhiên nó cũng sẽ được trang bị cái lợi vỏ không ruột luôn. Bạn thấy thiết kế phần mặt trước của hai xe này như thế nào? Những cái đường cắt xẻ của nó đều được vuốt lên. Cái thiết kế của nó mặt trước là mình thấy vuốt nhọn sang hai bên đấy. Và tất nhiên với cái kiểu dáng maxi như thế này thì cái chiếc Lexi nó sẽ có một cái kính trắng do ở phía trước. Rồi bia một chút xíu nha, thông tin cửa hàng Quang để dưới phần mô tả nha. Các bạn có xem, có cần liên hệ mua xe, các bạn xem ở phía dưới giúp Quang nha. Rồi, xe sử dụng động cơ BlueCore, động cơ độc quyền của Yamaha, giúp xe vận hành êm mái, mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, trọng lượng xe nhẹ, phụ tùng dễ tìm kiếm, vân vân may gì đó. Và riêng chiếc Lexi sẽ có kết nối giữa xe với smartphone, nhưng mà ít người sử dụng tính năng này, tại vì cái đó nó cũng chưa hoàn thiện lắm, mà cảm nhận nó hay xảy ra lỗi heo bình. Chiếc Frigo hiện tại thì nó không có. Rồi, sự khác biệt đến từ cụm công tắc như thế nào? Ở Frigo thì chúng ta sẽ có cái công tắc đèn, vẫn tắt được cái đèn pha có ở phía trước ha. Chỗ này là Stop and Start, chế độ tự động ngắt á, khi các bạn dừng xe, xe sẽ tự động tắt máy, chỉ cần vặn ra và chạy đó. Đó là tính năng của cái này.
mặt đồng hồ của nó thì nó xem ít thông số đó. Lát nữa vô trong nhà mình mở cho mấy bạn xem cho nó sáng á. Ngoài này nó hơi chói, khó thấy lắm. Kèn rồi xi nhan và có mấy cái công tắc rất là quen thuộc. Và vị trí Yamaha lúc nào nó cũng cố định như vậy, cái kèn nằm dưới cục. Bên này không còn công tắc đèn nữa, nó bị thay thế bởi cái công tắc đèn hazard, tức là ấn vào bốn bóng đèn xi nhan nó sẽ nháy ha. Đèn xe phía trước xe không tắt được mà nó sẽ luôn sáng. Mặt đồng hồ thì nó sẽ rời khỏi cái ghi đông mà nó nằm ở phía trước. Còn công tắc bên này thì nó quen thuộc, nó giống như Frigo. À, cái ghi đông này rời có nghĩa là chúng ta bẻ qua phải, bẻ qua trái thì cái mặt đồng hồ nó vẫn cố định một chỗ, thì nó không giống chiếc Frigo. Và cái nút menu của Lacy nó sẽ giống như chiếc NVS, là nó không nằm trên mặt đồng hồ mà nó sẽ nằm ở phía trước như thế này, để chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi các thông số ở trên mặt đồng hồ. Ở Yamaha Frigo nó sẽ có thêm một phiên bản tiêu chuẩn không có ABS nữa nha. Giá thành nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà hôm nay mình sẽ chọn phiên bản cao cấp để mình quay chung với một chiếc tương xứng hơn. Xe này sẽ sử dụng khóa thông minh Smart Key, có cái sạc điện thoại nằm ở vị trí phía trên cái cầm một khóa như thế này. Còn bên Lacy thì nó vẫn sử dụng khóa thông minh, tất cả phiên bản đều giống như nhau hết, chỉ khác nhau màu sắc thôi. Tuy nhiên cái sạc điện thoại nó sẽ nằm ở phía bên đối diện, và nó quan trọng hơn là sẽ có một cái hộc chứa đồ trước, có thể để điện thoại, để bao tay, để khẩu trang gì đó. Nhưng mà bên Frigo hiện tại của Việt Nam không có hộc chứa đồ trước. Đó, nó cũng là một cái sự khác biệt khi chúng ta trải nghiệm xe. Ở đây sẽ có cái móc chứa đồ, thì hai xe nó giống như nhau rồi. Tuy nhiên bình xăng Yamaha Frigo sẽ nằm ở phía trước của xe. Đây là một cái đặc điểm rất là quan trọng nha. Rất là nhiều người không mua Lacy bởi vì bình xăng Lacy nằm trong cốp đấy. Đó là sự khác biệt đó nha. Chứ không phải chiếc Frigo nó rẻ hơn là trang bị nó kém hơn đâu nha. Vâng, tất nhiên có những thứ khuyết điểm cũng sẽ có những cái ưu điểm vượt trội, như tiết kiệm xăng hơn nè. Đó là 2.03 thay vì 2.19 trên 100 cây giống như Lacy. Nhưng nó sẽ mang một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ do cái bình xăng nằm phía trước, nên thiết kế sàn để chân nó sẽ hẹp hơn. Lacy bình xăng không bị vướng nằm trong cốp, nên chúng ta sẽ có một cái sàn để chân rộng rãi hơn, các bạn để chân sẽ thoải mái hơn. Và có những bạn nữ mà thấy chạy BCX ngoài đường đầy luôn á, thì mình nghĩ chiếc Lacy này các bạn nữ mặc váy, mặc đầm, mặc áo dài gì đó chạy cũng dễ hơn, chở mấy thú cưng cũng dễ hơn đó. Về phần cốp thì Yamaha Frigo chiếc rẻ tiền hơn lại mang một cái ưu thế mạnh hơn, là sẽ có một cái cốp rộng hơn, bởi vì bình xăng nằm phía trước không có kẹt bình xăng. Cái yên các bạn dài bao nhiêu thì cái cốp xe này nó bự quá nhiều luôn. 102 kg, 125 phần khối. Xe này thì mình chọn phiên bản cao cấp cho nên là đây là phiên bản sạc khóa thông minh, sẽ có cái remote. Remote này sẽ có chức năng mở khóa xe cũng như là có chức năng tìm xe luôn. Kiến xe Frigo thì nó hình chiếc lá, lát mình mở chiếc Lacy cho mấy bạn xem kiến hai kiến y chang nhau. Rồi bên này bắt đầu tới rồi nè. Một số cái lượng khách hàng không nhỏ không mua Lacy vì cốp yên nó nhỏ. Nè cái kiến hình chiếc lá nè. Do nó kẹt cái bình xăng 4.2L nằm ở vị trí này. Chiếc xe thiết kế bự gì mà cái bình xăng 4.2L, trong khi chiếc Frigo kế bên bình xăng cũng 4.2L. Xe này động cơ nó là 155, cân nặng là 118 kg, nặng hơn bên con kia mười mấy ký rồi ha. Thì đó, lợi thế của cái cốp và cái bình xăng nằm bên xe Frigo. Chiếc xe rẻ hơn, quan trọng nằm ở đấy nữa đấy. Tới cái này nó mới nghịch nhau nè, là độ cao yên xe. Thì theo công bố của nhà máy, Yamaha Frigo sẽ có cái độ cao yên là 780, còn bên Lacy là 768. Thì thật sự là ngồi lên thì chiếc Lacy nó thấp hơn thiệt, nhưng mà nó cũng không thấp hơn nhiều đâu, chút xíu à. Và cả hai đều có một cái yên phẳng để người dùng dễ sử dụng hơn, không có bị nhóng lên trời giống như NVS ha. Thì này các bạn dùng xe gia đình, các bạn chạy nó sẽ dễ, người ngồi sau sẽ leo lên dễ hơn đó. Yên phẳng nói chung là dễ, thoải mái. Cái ghi đông của chiếc Lacy cao hơn chiếc Frigo một chút xíu ha. Cái thước dài gọng cao tất nhiên là Lacy sẽ hơn chiếc Frigo rồi. Và sẽ có một cái đặc điểm nho nhỏ mà mình cảm nhận cá nhân, đó là cái yên của chiếc Frigo cứng hơn chiếc Lacy. Yên chiếc Lacy mềm hơn, gờ vô là thấy khác biệt liền luôn. Bạn ra, mấy bạn ra đại lý, bạn nào có tham khảo xem mấy bạn gờ thử đi. Mềm hơn thấy hẳn, mềm hơn hẳn luôn á. Nhiều bạn cứ bảo yên chiếc Lacy cứng chứ không, mình thấy nó mềm, không cứng lắm. Còn về cái phần tay giác sau, cái cản sau thì mình không có ý kiến gì hết. Hai xe này đều có một cái cản giống giống như nhau, đều giác xe dễ như nhau, bình thường. Đèn xe, đèn hậu phía sau nó lại giống nhau nè. Bên Frigo á thì cái xi nhan với cái đèn hậu nó sẽ chung một cái bóng như nhau, nó không có bị lòi ra giống như là NVS hoặc là Exciter đâu đó. Thì đèn xi nhan ở phía sau là nó ốp vô trong luôn đó. Và chiếc Lacy nó sẽ có một cái đèn biển số ở chỗ này, Frigo không có. Rồi, một sự giống nhau mà nhiều người dùng không thích nữa nè, đó là về cái phuộc sau.
Thì cái phụ của Vigo là phụ đơn, nó còn bền thôi. Balenci cũng không khác gì mấy, thì nó cũng là phụ đơn nhưng mà nó hơn được chút xíu, đó là nó được trang bị lại phụ dầu giống như Envit. Máy móc thì tất nhiên khác nhiều nha các bạn. Balenci là 155, có van biến thiên VVA, động cơ 4 kỳ 1 xi lanh và làm mát bằng chất lỏng nha. Công suất tối đa là 11,3 kW tại 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14,2 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Còn bên Yamaha Frigo thì cũng sử dụng động cơ BlueCore 4 kỳ 2 van EthoHC, nhưng mà nó làm mát bằng không khí, bằng gió. Công suất tối đa bên kia là 11,3 đúng không? Bên này chỉ có 7 thôi, 7 kW, 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút và 125 phần khối. Xe này sẽ có kích thước vỏ sau là 100-90-12 inch. Vỏ trước vỏ sau nó có thông số giống như nhau. Còn bên Legacy thì cái vỏ sau nó sẽ to hơn vỏ trước chút, 100-90-14 inch. Và vỏ là vỏ không ruột, thắng sau. Hai xe này đều là thắng đùm. Về thiết kế cái phần bô á, thì phần bô của Legacy nó sẽ cao hơn và nó sẽ có phần hướng lên trên so với cái bô mà nó bè bè ở phía dưới như chiếc Regal. Về cái khoảng sáng gầm thì nhiều người cứ sợ Legacy nó thấp quá rồi khoảng sáng gầm nó đụng nó cả. Không, hai chiếc xe này khoảng sáng gầm nó như nhau, 135. Tại người ta thiết kế cái form dáng cho chiếc Legacy nó thấp thấp cho người Việt Nam mình dễ ngồi ấy mà. Đó là những sự giống nhau và khác nhau cơ bản ở chiếc xe này. Và nếu là bạn đang có nhu cầu một chiếc xe mà nó mang nhiều lợi ích cho các bạn, nó vượt trên cả giá tiền, thì các bạn sẽ lựa mẫu xe nào? Nếu như các bạn thích Yamaha thì các bạn sẽ chọn dòng xe nào? Còn về dè chắn bùn thì cả hai đều không có dè chắn bùn co. Và mình thấy cái dè sau nó cũng khá là lớn à. Chắc là nó cũng không có văng xình như mấy con xe số đâu. Hiện tại thì mình thấy Frigo là nó bá đạo trong tầm giá luôn rồi. Và nếu như mà nó có một cái thiết kế nào đó nó mạnh mẽ hơn, nó đẹp hơn nữa, thì mình nghĩ là sẽ nhiều người ưa chuộng hơn. Còn bên Legacy thì nó gần như là đạt được cái mong muốn của nhiều người, nhưng mà nó lại bị kẹt cái bình xăng. Nó đau ở chỗ đấy. Nhưng mà so sánh với những xe trên thị trường thì hai con này có tính cạnh tranh khá là cao đấy nha. Rồi, nãy mình có hứa với các bạn mở mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ chiếc Frigo các bạn chỉ xem được 3 thông số gì thôi đó. Không coi được giờ đồng hồ, không coi mức tiêu nhiên liệu được cái gì hết trơn á. Nó bị hạn chế nhiều thứ. Còn ở bên mặt đồng hồ Legacy thì nó giống như là chiếc NVX luôn. Là mấy cái nút ở bên này thì nó hiện đèn sáng ở trơn nè. Nút menu thì nó sẽ nằm ở phía trên cùm ở phía trước. Rồi, mặt đồng hồ nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các thông số như chip audio, mức tiêu nhiên liệu trung bình, vận tốc trung bình, chỉ số vòng tua, rồi giờ đồng hồ, rồi có cái chỉnh độ sáng, cái bờ lờ sáng đồng hồ đó, chúng đầy đủ tất cả các thông số cần thiết hơn là chiếc Regal. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc được rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem ạ. Bye bye.